Shop Duy Hạnh xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay Shop Duy Hạnh xin giới thiệu với các bác một bộ tiểu cảnh làm bằng nhựa. Đây ạ, hôm nay em sẽ test bộ tiểu cảnh làm bằng nhựa nhá. Bộ tiểu cảnh này với thiết kế là hai người. Một người đạp xe và một người giã gạo các bác nhớ. Không để các bác phải chờ lâu đây ạ. Em sẽ test. Em sẽ tâm nguồn máy bơm. Khi máy bơm hoạt động thì bộ tiểu cảnh của chúng ta cũng sẽ hoạt động các bác nhớ. Dựa trên sức hoàn toàn bằng sức nước nhớ. Đấy ạ. Bắt đầu. Có chạy nhanh. Thì hôm nay đây ạ. Cũng rất là nhịp nhàng rồi đấy ạ. Đây là cái thằng người đang giã gạo các bác nhá. Còn đâu bên kia. Cái bộ tiểu cảnh này em đã cải tiến so với bộ tiểu cảnh năm ngoái nhá các bác nhá. Đây ạ, và nó thằng người đạp xe. Như năm ngoái ấy, thì là bộ tiểu cảnh của chúng ta chỉ đạp được một chân. Thì năm nay em đã cải tiến và nó đã đạp được bằng đạp xe bằng hai chân đây ạ. Đây ạ, đạp bằng hai chân rất nhịp nhàng. Cho các bác xem toàn cảnh luôn đây ạ. Đây là toàn cảnh phía sau các bác nhé. Đạp xe đạp suốt ngày không ngừng nghỉ luôn các bác nhớ. Không biết mệt mỏi. Tóm lại là đạp xe và giã gạo là không biết mệt mỏi các bác nhớ. Các bác nào quan tâm đến bộ tiểu cảnh thì vui lòng comment bình luận dưới video giúp em đi ạ. Bộ này về trang trí ở nhà hoặc là quán cà phê thì trông rất là đẹp các bác nhớ. Mình trang trí ở quán cà phê, khách vào uống cà phê chỉ có phê thôi các bác nhá. Đảm bảo khách hàng uống cà phê một lần, lần sau sẽ tiếp tục ghé quán các bác. Các bác cứ yên tâm. Hoàn toàn bằng nhựa nhá các bác nhá. Hoàn toàn bằng nhựa. Guồng của chúng ta chạy rất đẹp đúng không ạ? Guồng nước cũng rất là đẹp. Các bác trông ở trong video này nhanh thế thôi nhưng mà ở ngoài thực tế nó chậm hơn rất là nhiều. Một số bác comment ở các cái video năm ngoái em làm ấy thì là chạy nhanh quá. Đây ạ. Nó cũng giã gạo đấy ạ. Cũng đã phát ra tiếng kêu. Đây là được ví như là tiếng chày trên sóc bom bo. Đây em cứ để ở chậu này em test cả ngày. Chạy không ngừng nghỉ các bác ạ. Các bác nào có ý định mua bộ tiểu cảnh thì vui lòng comment giúp em xuống dưới video đi ạ. Hoặc là các bác nào có thể là trong tương lai có ý tưởng là làm bộ tiểu cảnh như này thì có thể comment. Em sẽ tư vấn cho ạ. Đây ạ, thằng ông Mãnh đạp xe đây ạ. Đạp như này là đạp suốt ngày không ngừng nghỉ luôn các bác nhớ, đạp cả hai chân.
đây ạ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rõ là đạp cả hai chân các bác nhớ. Nhìn phía trước này trông nó không đẹp thôi, nhưng mà nhìn ngang ra rất là đẹp, rất là phê nhớ. Còn ông mãnh giã gạo này thì cứ suốt ngày giã thôi, giã không ngừng nghỉ luôn các bác nhớ. Đây là toàn cảnh của chúng ta đây, cho các bác nhìn như thế này mới là phê đây ạ. Đây ạ, phê ạ. Hoàn toàn bằng nhựa. Bác nào có ý định mua về cả bộ, trọn bộ các bác nhớ, cả bơm luôn, thì có thể là về các bác có thể sơn hoặc là để mộc như thế này cũng không sao cả. Để mộc như thế này càng đẹp, không cần sơn. Với ý tưởng như này thì khả năng hôm nay em sẽ mang đi biểu diễn ở, hội trung thu, xem khách nào tò mò không. Đã rất là nhịp nhàng đúng không các bác? Với bộ tiểu cảnh bằng nhựa như thế này thì rất là bền các bác nhớ, không sợ nước, không sợ mục. Nếu mà bằng tre thì có thể là trông có thể là đẹp hơn đấy, nhưng mà sau một thời gian sử dụng tre nó sẽ bị gặp nước, ẩm thấp nó sẽ bị mục các bác nhớ, hoặc là có thể là lên mốc. Các bác làm tre tươi ấy thì là ưu điểm thì các bác dùng có thể dùng khoảng chừng một tuần đổ lại thôi thì nó rất là đẹp, tại vì tre tươi thì nó có cái màu xanh của tre rất là đẹp. Nhưng mà sau qua một tuần thì tre tươi nó sẽ bị ngót và các cái khớp lối hoặc là những cái mà chỗ lối nó sẽ bị ngót lại, nó sẽ bị lỏng ra. À, hello bác Cường Đen, đẹp đấy em, rất là cảm ơn bác. Bác làm bộ này mà để dưới quán bia thì cũng rất là hợp đấy ạ, rất là phê luôn đấy. Đảm bảo khách chỉ đến uống bia thôi. Đây, có cả thằng chạy xe đạp bác nhá. Đây, bác nói rất là đúng. Có cả thằng đạp xe đạp, đạp xe đạp bằng hai chân luôn. Đạp suốt ngày, đạp suốt ngày đêm. Giã gạo thì thường thường các bác hay giã gạo đêm, nhưng mà mô hình của em giã gạo cả ngày lẫn đêm, giã không ngừng nghỉ các bác nhá. Người ta có bài hát là giã gạo đêm còn ngày ta đi chơi đấy ạ. Em thì em không hát không hay cho nên em chỉ đọc thôi ạ. Các cùm cùm giã gạo đêm còn ngày ta đi chơi.
Nhưng mà mô hình của em là giã gạo suốt cả ngày lẫn đêm các bác nhớ. Và đạp xe luôn. Đạp xe cả hai chân. Bác Cường Đen có comment đấy, em thử hỏi xem nó, hỏi nó xem động lực gì mà nó đạp xe suốt thế. Rồi xong sau video này em sẽ hỏi nó xem làm sao mà tại làm sao mà động lực gì mà nó cứ đạp xe như vậy nhá. Bác Cường Đen nhá. Cái dây dây máy bơm cũng đã được em giấu rất là kín. Nếu mà các bác đặt ở trong cái tiểu cảnh, ở trong cái hòn non bộ của các bác ấy thì cũng rất là đẹp, tại vì dây đã được giấu ở phía dưới. Và bơm nếu mà các bác để ở dưới nước chìm xuống dưới thì gần như là không nhìn thấy bơm, chỉ nhìn thấy nước chảy ra thôi, đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là phê. Nếu mà bác nào lần đầu xem video với mô hình này thì đi qua cho em xin một chấm các bác nhớ. Tất cả các bác đang xem live, các bác có thể cho em xin một chấm. Chỉ cần xin một chấm thôi, không cần like đâu các bác nhớ. Xin một chấm, không cần phải like đâu ạ. Thằng máy này đạp xe suốt đây các bác nhớ. Không biết các bác có thể đạp xe suốt được như thế này không. Bây giờ mấy khi ai đạp xe đâu ạ, đúng không ạ? Đi xe máy nhiều khi đã thấy mệt rồi chứ chưa nói là đạp xe. Chỉ có các em học sinh cấp 2, cấp 1 thôi thì các em mới đạp xe. Còn các bạn lên cấp 3 rồi thì các bạn cũng chả đạp xe đâu ạ. Đi xe buýt hoặc là đi xe máy. Còn mô hình của em thì vẫn đạp xe các bác nhớ, vẫn giã gạo. Mặc dù bây giờ chúng ta dùng bằng máy hết rồi nhưng mà với mô hình của em thì vẫn giã gạo và vẫn đạp xe. Cái này mang đi hội thì chắc chắn là rất là nhiều người xem đấy các bác ạ. Rất nhiều người xem. Nếu mà mang đi hội, em không phải nói điêu chứ còn mang đi hội thì cực nhiều người xem luôn. Rất là tò mò đúng không ạ? Đây ạ, xe đạp của em. Xe đạp này là em thiết kế các bác nhớ. Không ăn cắp, không không nhìn ai làm. Bản quyền thuộc về shop Duy Hạnh các bác nhớ. Còn đâu cái guồng nước kia thì cũng em cũng tự nghĩ ra và thiết kế, chứ cũng không ăn cắp và không lấy bản quyền của bất kỳ ai các bác nhớ. Chỉ cần trông guồng nước quay thôi cũng rất là đẹp rồi đúng không ạ? Với những cái lan cong cong vòng 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 bán nguyệt. Dạ vâng ạ, à, bác nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng comment hoặc là inbox giúp em nhé.
Nói tóm lại là nếu mà các bác xem thì chắc các bác xem cả ngày cũng không chán mắt đâu em. Như em đây, em làm ra đây em xem cả ngày đây em không chán mắt. Vậy là video của chúng ta cũng đã dài rồi. Em xin được kết thúc livestream, kết thúc video tại đây. Shop Duy Hạnh một lần nữa xin kính chào tất cả các bác. Chúc các bác một sức khỏe dồi dào. Video của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bác đã xem video và hẹn gặp lại ở video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.